Chào cả nhà, mình đi gài cái đầu tiên nữa nha cả nhà. Chào cả nhà, chiều nay anh em mình đi gài chuồng cống nha. Rồi cả nhà đi theo hành trình của anh em mình gài trong clip này coi hiệu quả không nha. Đây là tiếp tục thì đình sinh cũ này. Cả nhà có thương em thì ủng hộ kênh cho em nha cả nhà. Với bữa nay thì Mỹ cho đi theo nha, em quay nha, Mỹ cầm đồ cho ta luôn. Cho có nhiều lượt like, lượt share để anh em có động lực đi làm hoài mãi mãi cho cả nhà cùng xem nha. Cái đầu tiên căng tập đoàn nào nha, cho chắc nha. Ở quê thì nói chung là làm theo mùa cả nhà ơi. Mùa nước thì làm nghề cá, mùa khô thì anh em đi bắt chuột, đi bắt cá rồi này kia rồi, nhưng mà cá thì cũng ít. Anh em nếu là bắt chuột rồi này là coi đó cả nhà ơi. Kênh mới nên là cả nhà cũng thông cảm cho em, nếu mà có gì sơ sót thì cả nhà bình luận để em rút kinh nghiệm em làm lại cho hiệu quả lần hai lần sau nha cả nhà. Cả nhà có thương em thì đăng ký ủng hộ kênh cho em. Cái thứ hai nha cả nhà. Rồi tiêu cái giọng rồi. Tối dính mất cái giọng luôn rồi. Gài vô đây nha cả nhà. Bình thường gì đó. Giống như là bình thường mình gài vô thôi. Trên trời cắn rồi, không chảy đâu hả? Đây có gài nhiều rồi. Anh ba sẽ lấy cục đất thắng lên nhìn nha, cho cái lợp mình nó cứng nha. Lấy thêm cỏ đồ đất vô, cục đất cho dò em nè, cục đất cho dò em nè. Để lên ngay chỗ cái nắp đó. Lấy cỏ đẩy lại cái nhà này. Hết rồi cả nhà. Cái được con dấu nó đi cũng dữ dằn. Bẻ cái nắp gập xin lên xíu anh Phúc. Bẻ cái nắp lên dẫn ngược lên xíu rồi. Thôi được rồi. Nói chung là đi gài cái này thì kiếm luồng đồ này kia đồ cũng cực lắm nha nha, dọn nền đồ này kia nha, chứ không phải anh em mình đi gài là xong đâu. Đi kiếm luồng xong bắt đầu mình phải dọn cái nền để coi cái chỗ của nó ngồi rồi nữa.
dùng dùng quê tân xính, chủ yếu là đồng lúa. Em vô cái khu này thì ta cũng đang nuôi cá trong này, em cài ở ngoài. Tiếp theo luôn nha cả nhà, cái thịt mòn ở đây nè, trống trống á, cả nhà thấy không, quá trời cái thịt mòn nó đi luôn, nó đi mà đất lát lứt luôn. Đây đầu gối qua bệt rồi. Chắc có lẽ là em quay cái này xong thì em tạm ngưng cả nhà. Tối em đi thăm em sẽ quay thành quả cho cả nhà cùng xem với em nha. Để em đi tiếp anh ba đi kiếm luộc. Trước cả. Hẹn cả nhà lại buổi tối nha. Cây cuối cùng luôn nha cả nhà. Một bình rồi dữ dằn lắm. Ở đây em gài trong cái khu người ta nuôi cá nè. Buổi chiều khung trời cảnh đẹp. Tối nay xem thành quả của anh em ra sao. Bây giờ vô tới chỗ rồi cả nhà ơi. Anh ba chạy xe đi dưới em đi sau nha. Dẫn cả nhà đi đường đồng luôn. Anh em cảnh đồng nè. Cu đen, cu đen. Có cu đen đi theo nha cả nhà. Cu đen dừng lại rồi cho vào mặt cái rồi. Đó. Đen đen không? Giờ này cu đen đi thăm gặp nha cả nhà. Rồi mấy cầm mấy lên xe luôn mấy. Ta cắt lúa gọi hết rồi cả nhà ơi. Không có đường lộ để đi, phải đi đường độc như thế này nè. Đó, gom gạ tùm lum la hết trơn. Chạy vô nói chung không có xa cả nhà. Tầm khoảng cỡ 400 m à. Quá khứ cái đường đồng này. Nó dặn nó bụp rồi. Cảm giác như thế
kiến bình luận nha các bạn. Cái lúc này thì màn hình của em có lẽ là nó hơi bị lắc á, do chạy xe nè, các nhà thông cảm nha. Tới chỗ thì em sẽ quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Tới chỗ thăm gặp nha cả nhà. Anh ba đi xuống thăm nha. Đó đó. Chết hả? Ăn lúa hết luôn. Ăn lúa hết luôn hả? Không, ăn lúa luôn. Trời. Sao kỹ trời, ăn lúa hết trơn luôn cả nhà ơi, dính cả nhà ơi, con chuột hết tiết nó bự rồi cả nhà ơi. Cả nhà lấy ra galon tay, lấy galon tay rồi, hết tiết con chuột mấy, lấy cái bao xuống mấy. Trời ơi, cả nhà ơi, đen cầu được luôn, có biết rồi cả nhà ơi. Nó đen hơn em nữa cả nhà. Cái gì không? Nó đen hơn em nữa, tao mà lộng nữa nè, rồi cả nhà ơi, cả nhà con chuột này, cả nhà ơi, cu đen mà làm gì cu đen? Nó đang phê. Cu đen ơi, giờ mà cái cu đen nó đang làm gì cu đen? Cô chủ cả nhà ơi, hết có biết rồi. Cái vừa rồi dính rồi thì anh ba cũng lấy cái lọp đó đi gài lại chỗ khác nha cả nhà. Đó. Giờ phải đi kiếm luôn gài lại. Đây em tắt đèn cái cho cả nhà thấy rõ là anh ba đang chỗ nào nha. Đó, anh ba đang ở chỗ sáng sáng đó đó cả nhà. Trong cái lùm cỏ đó, đó. Thấy rồi cả nhà ơi, tức quá cho tức thầy chơi. Trời lý do gì vậy? Tụi con lý do gì từ từ. Trời hồi coi cái lòng. Trời cái ấy ơi kìa quá. Trời ơi là trời, cọc cỏ nó nhét vô không sụp phen này. Không sụp phen kìa. Nè cả nhà, cái phen nó không sụp là cái con chuột nó dễ ra lắm nha cả nhà. Này cái phen nè, nó không sụp nè, nó còn ở trên nè. Được con bên nè. Trời ơi trời, tức nói máu tại. Tới cái chuyện này chơi. Nó không sống đâu. Gài lại nha cả nhà. Nè nó cắn cỏ lôi vô nè. Cửa. Cái gì vậy? Cổng cửa. Dính cả nhà ơi, dính cả nhà ơi. Cổng cửa. Gì vậy? Cổng. Chưa. Rồi. Dính cả nhà ơi. Cổng mà im. Còn cái đèn can chỗ khác rồi. Đây nha cả nhà. Hết không biết rồi. Im. Rồi tôi bao đây. Con chuột bằng kia luôn cả nhà, cho cả nhà thấy không rõ quá. Thôi thì nhờ anh ba đi xuống đi. Anh ba đi xuống lấy cái lọt lên anh ba. À, lấy cây à. Cái dụng cây xuống à. Quá trời, con cống nó bự luôn cả nhà ơi. Anh này bên này ngon rồi. Đất. Thằng thằng ơi, trời ơi.
Cu đen nó không có nội nữa cả nhà ơi. Nãy ông nội giờ ông cứu nội rồi. Chưa bò không, chưa bò. Thôi, hết biết rồi cả nhà ơi. Ôi, anh Thú gọi cái đèn qua bên về đây anh, về mày tới đây nè, kéo bên này nè, đó. Ông cứu nội này đen hơn tôi nữa trời. Ôi ơi, cả nhà ơi. Đòn chuột với cái mặt luôn được rồi. Đen cả mặt. Không, con này đen hơn tôi rồi. Tôi bao đây, tôi bao đây. Rồi, được không? Trắng chảy máu luôn rồi. Bỏ vô cái bao mới lấy chuột ra được cả nhà ơi. Xỉu xỉu chứ xỉu thì xỉu cho xỉu, xỉu cho xỉu. Chạy nó đi. Xỉu cho xỉu đi. Rồi, tới chuyện rồi. Đầu rồi. Rồi, thôi tắt máy đi Mỹ. Thì em gặp cũng xong rồi cả nhà ơi. Giờ bố anh em mình quyết định đang đi về. Chứ còn gặp nữa đâu mà thăm mà quyết định chứ không quyết định. À, cả nhà. Tự biên tự diễn luôn, tự soạn thảo luôn. Không, nó nói gì bữa nay có cụ đen nó đi theo cũng hên lắm. Có bà con bà chín, sáng chín con nữa, mừng hai con. Tới cũng chuyện với cụ đen này đi chứ. Nhớ 12 con nha. Mà ai muốn ăn thì nhớ alo vậy vậy. Nhớ alo về, còn số thoại thì điện thoại em đăng lên trên số thoại, còn ai muốn anh tống thì alo em. Trời. Tới cục chuyện này chết cô đen ơi, là cô đen. Trời, ta làm gì trời? Chào cả nhà. Chào cả nhà buổi sáng nha. Anh em đi thăm lạp trùng cũng nhâm cả nhà ơi. Dở thăm gì? Dở. Cũng luôn mang về nhà cả nhà ơi. Nữa gặp lại được quá trời đã cắt banh tà lông chưa rồi. Mời cả nhà cùng đi thi chân anh em mình nha. Cái lông nha. Rồi, tiếp tục. Chết. Cái đầu tiên cả nhà ơi. Bao. Đó, coi coi, nghe rồi, nghe, em nghe rồi. Có đó. Đâu dở rồi đây? Chỗ mình thả. Trời ơi trời. Nó hay lộn ngoài da luôn, gọi thả bó luôn. Ơi, chuyện gì chứ, con xanh á. Anh Kỳ. Quá đẹp. Quá hay. Trời ơi là trời. Cứ theo bên kia nữa. Trời ơi trời. Tất trời. Sửa kỹ lắm luôn á. Vẫn bị hả trời. Thằng ơi nó sập luôn. Trời lại luôn. Buổi sáng ở tại cảnh quê mưa lưng sương luôn cả nhà ơi. Con. Con sạch thì lấy lên luôn. Sáng anh em đi bắt mưa luôn quá. Mưa lâm gầm. Trời ơi, sập xuống bị dướng cái cọng dây chì lại luôn. Bữa nào cũng bị hết cái vụ này. Gì vậy? Rồi sờ thẳng không dính gì cả nhà. Bữa nay mấy anh em tới cái chuyện gì? Tôi rồi xong rồi. Đây ta cái lúa cái gì trời đồng ở đây ăn mà cái nhà. Có một anh kia anh đang làm một chân kìa. Áo luôn.
sao rồi, sao rồi, hồi hộp chờ đợi đúng không? Quả im, quả im chà bá luôn, lên hàng. Ôi cả nhà ơi, móc ngược lại okay. Ừ, vậy đó. Ừ. Sao không anh? Chứ nào? Đâu? Quất luôn. Trời ơi, trời ơi, cái gọi thấy chưa? Em. Không. Thả bỏ con nói nha, nhỏ quá, để mồm nó bắt lại. Thằng đực vợ đi lúc ăn trước nó làm trước luôn kìa cả nhà. Cua đen à. Cua đen nó đi trước nó thăm trước, không biết nó nói lụm rồi kìa mà không biết sao cả nhà ơi. Không biết nó có dụ anh em mình không nữa. Phải coi cái fan mới được. Lụm thiệt không? Cái này nãy sập gì nè. Cái phen kìa. Nói làm cái gì luôn á. Cái làm gì luôn rồi. Cả nhà ơi, cả nhà. Con này ha. Ôi, dẹt cỏ rồi kìa. Trời ơi, con này. Tơ. Ôi, công tơ. Lụm bắt luôn đi. Lụm hả? Ừ, lắm. Rồi, chỗ kia, chỗ bắt được. Chỗ có vô vào, cho nó ra bắt cả. Bữa nay chuột nhỏ nhiều hơn qua ha, thì thành quả của bố anh em mình sau một đêm hay cả nhà. Rồi quay cái lồng ra bọt quay thành quả nha cả nhà. Đó rồi, thu rồi 5 con rồi, thì anh em tập trung lực lượng lại để chào cả nhà luôn nè. Hello, chào cả nhà nha, không thôi mình về thì mưa tới nha. Chào cả nhà, hẹn cả nhà lại clip sau cả nhà ơi. Quá trời chuyển mưa luôn, anh em tranh thủ về mới được. Đi gài gặp mà nó gặp ông anh chủ dịch, nó xin học dịch luôn cả nhà ơi. Cả nhà, người ta cho 6 trứng mà nó chưa vừa lòng đó.
mấy trứng. Tại tại tới trong chuyện với cu đen này đi chứ. Bốn trứng à, mà cứ lấy trộm. Cu đen ơi, cu đen đâu vậy tới lại mày cu đen ơi. Vậy lấy đi la. La chứ không la, mày xin ăn mà mày xin gì dữ. Ừ, mà xin đừng bán gì. Tới có chuyện với mày cu đen ơi. À, anh em gọi ra về cả nhà ơi. Lấy được cái 5 cái vô đây à. Toàn bộ ở đây là toàn là đồng ta xả nước ra nè cả nhà. Đồng ta xả nước ra nè. Vậy đó.